Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình đồng hành số 3 của cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 2012. Chương trình cập nhật tiến trình các vòng thi cũng như những chuyện bên lề của cuộc thi. Ở số đồng hành trước, chúng ta đã được trải qua không khí thật sôi nổi tại Hà Nội và Huế. Vậy không biết các bạn dự thi tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ thể hiện mình ra sao? Để biết được những điều này, chúng ta hãy cùng nhau đến với những hình ảnh sau đây. Vòng sơ tuyển 1 tại thành phố Hồ Chí Minh đã được diễn ra tại Nhạc viện thành phố và vừa kết thúc vào sáng hôm nay 20 tháng 9. Số lượng thí sinh dự thi tại thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất trong 3 điểm thi. Hầu hết các bạn thí sinh ở khu vực phía Nam chuẩn bị khá kỹ lưỡng từ trang phục cho đến phong cách biểu diễn cho vòng sơ tuyển 1 này. Mình tên là Lưu Hoàng Minh Châu, hiện mình là sinh viên Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh và mình đến tham dự cuộc thi tiếng hát truyền hình này nhằm mục đích là mình thử sức ở một sân chơi lớn hơn và thỏa lòng đam mê của mình. Mình mong muốn là mình có thể đi tiếp và đi sâu vào những vòng sau, các bạn hãy ủng hộ cho mình nhé. Mình tên là Đỗ Thị Mai Đình, năm nay mình 19 tuổi, hiện tại mình đang là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành thanh nhạc. Còn mình tên là Nguyễn Minh Thế, mình sinh năm 93, hiện tại là sinh viên khoa thanh nhạc của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Đến với cuộc thi này, mình mong muốn thể hiện niềm đam mê âm nhạc của mình. Còn mình thì tham dự vào một cuộc thi này, mình muốn thử sức một sân chơi lớn của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó mình muốn học hỏi kinh nghiệm của các anh chị đi trước. Ước mơ của mình là sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Mình thì muốn trở thành một giảng viên trường thanh nhạc và hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ ủng hộ cho mình cũng như là tất cả các bạn trong cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012 lần này. Vòng thi sơ tuyển 1 đã được diễn ra khá sôi động trong 4 ngày vừa qua và ngày mai, tức là ngày 21 tháng 9, chúng ta sẽ cùng tìm ra được những thí sinh tài danh nhất tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như điều đã diễn ra sau hai vòng sơ tuyển tại Hà Nội và Huế. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ các thí sinh xuất sắc nhất tại Hà Nội và Huế, và trước tiên là những thí sinh tại Hà Nội. Sau vòng thi sơ tuyển 2 diễn ra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vào ngày 15 tháng 9 vừa qua, ban giám khảo đã tìm ra được 12 gương mặt xuất sắc nhất của miền Bắc, đó là thí sinh Lưu Hiền Trinh, 21 tuổi, thí sinh Phùng Thu Trang, 21 tuổi, thí sinh Trần Tuấn Hòa, 26 tuổi, thí sinh Phạm Đức Thành, 27 tuổi, thí sinh Trần Thị Hồng Nhung, 23 tuổi. Thí sinh Nguyễn Văn Phương, 26 tuổi. Thí sinh Bùi Văn Tuyền, 25 tuổi. Thí sinh Lê Quang Huy, 22 tuổi. Thí sinh Vũ Thị Hương, 26 tuổi. Thí sinh Đặng Minh Ngọc, 28 tuổi. Thí sinh Trần Quốc Chiến, 27 tuổi. Trong mơ
sinh Nguyễn Minh Quân, 23 tuổi. Nhìn chung cái cuộc thi này cho đến ngày hôm nay thì tôi mới thấy một điều là cái tính chuyên nghiệp rất rõ ở trong các thí sinh cũng như là đây là những nghệ sĩ tương lai. Và đây là 22 năm liền Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã làm cái cuộc thi này, và càng ngày thì cái số lượng những người tham dự thì nó một phong phú hơn về chủng loại, thể loại âm nhạc đã được nhiều hơn, mà tính chuyên nghiệp thì cao hơn. Và đấy là một cái điều mà rất đáng mừng. Và tôi cũng nghĩ rằng là đây là một cái điều mà nó cũng có những khó khăn nhất định cho những hội đồng giám khảo. Bởi vì cái tính chuyên nghiệp cao và những cái chênh lệch không còn được bao nhiêu nữa. Cho nên cái sự lựa chọn này càng ngày càng khó. Tôi cũng mong muốn là cái cuộc thi này sau đây thì sẽ có nhiều người nghệ sĩ tích cực, những nghệ sĩ có tài năng, và thông qua Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ và truyền hình cả nước thì đến được với công chúng nhiều hơn nữa. Và đây là một cái điểm tựa để cất cánh cho những ngôi sao, cho những ca sĩ, cho những nghệ sĩ tương lai của đất nước của chúng ta. Các thí sinh ở tại Huế thì như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi những hình ảnh sau đây. Cũng như tại Hà Nội, giọng ca nam năm nay tại Huế có phần nhỉnh hơn các giọng ca nữ. Trong số 10 gương mặt xuất sắc nhất của khu vực miền Trung, có 4 thí sinh là nữ và 6 thí sinh là nam, bao gồm thí sinh Nguyễn Thị Phương, 21 tuổi. Thí sinh Nguyễn Hành Nhân, 22 tuổi. Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Khanh, 23 tuổi. Thí sinh Nguyễn Thị Bích Lan, 25 tuổi. Thí sinh Đinh Ngọc Thiện, 16 tuổi. Thí sinh Lê Đức Thọ, 25 tuổi. Thí sinh Lê Quốc Phú, 22 tuổi. Thí sinh Lê Văn Chương, 22 tuổi. Thí sinh Nguyễn Quốc Lợi, 23 tuổi. Và thí sinh Nguyễn Tiến Lực, 23 tuổi. Hẹn gặp các bạn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn thân mến, qua những hình ảnh vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những thí sinh tại khu vực Hà Nội và Huế đang rất nóng lòng để vào Thành phố Hồ Chí Minh cùng dự thi với những thí sinh tại khu vực miền Nam. Vậy thì quý vị và các bạn đừng quên đón xem số đồng hành thứ tư vào tối thứ năm tuần sau để biết được những thí sinh nào xuất sắc nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bước tiếp vào vòng thi bán kết 1 diễn ra vào ngày 28 tháng 9 sắp tới. Với tiêu chí bản sắc Việt, cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 2012 mong muốn gợi lên niềm tự hào của giới trẻ khi được hát những ca khúc về quê hương xứ sở mình, về tình người, về tình yêu đôi lứa của đất nước mình. Từ đó, những ai có đủ nội lực bước ra từ cuộc thi, nếu có thêm điều kiện và cơ hội, sẽ vững bước để phát triển thêm, hòa nhập vào nền âm nhạc khu vực và thế giới. Cuộc thi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Mayquy thực hiện. Mọi thông tin chi tiết hay thể lệ cuộc thi, các bạn hãy cùng truy cập vào trang web www.tienghattruyenhinhthanphohochiminh.com.